lướt sàn FVC, mua bán sinh vật cảnh trong tầm tay. Sàn FVC, mua dễ dàng, bán nhanh gọn. Cho lên xe luôn, cho chủ xe luôn. Anh hộ em cho chủ xe luôn. Để em đợi. Tiếp em chưa đang ra đây. Xin chào quý vị, chúng ta lại xem những cái tác phẩm nào đã về triển lãm Đông Anh. Ở đây thì tôi thấy có một cái cây đẹp quá, quá quý luôn. Mặt chính đằng đấy nhá. Thế anh em nói là cây này của anh Hoa Lào Cai, chưa đeo thẻ. Không là cây này mới là lần đầu tiên này anh cho mang đi triển lãm hay sao ấy. Hôm nay mới được nhìn thấy nó đẹp như thế này. Cây quý quá. Ôi, bệ này già nhũn, quá nhiều nụ thân này, gài lục cục. Tuyệt đẹp. Cây ba thân, một trực, một hoành, một siêu. Chúng ta cùng xem bố cục. Mặt đằng này cũng quá đẹp luôn. Ui, cái độ già của nó chấm hết, chả kém gì cái tác phẩm Bình An cũng đã từng qua tay anh Hoa Lào Cai. Ui giời ơi, già ơi là già. Cái này nó cao chỉ khoảng hơn 70 thôi. Rất quý. Có một vài điểm thì tôi thấy nó là, ví dụ như cái cành này nó hơi nhỏ này, sao không biết là anh có giữ không. Ở chỗ này vẫn đang nuôi cái cành nhỏ nhỏ bằng thờ. Cây tử treo cũng đang dựng. À, bố cục rất là đẹp. Ba cây. Nhưng mà cái cây này nó hay là cái thân chủ. Thường thường như cây ba thân đấy nó ở giữa, cây này thì lại lật. Nó lệch sang một bên, lệch sang bên bên trái. Đẹp quá. Ở bên này xuất hiện thêm bộ ba nữa này, sang bên này ngắm. Bộ ba mới. Lần đầu tiên có lẽ là tôi mới nhìn thấy. Bệ đẹp à? Đẹp quá. Hơi bị tóc tí. Xanh quẻ cổ. Thế anh Tư Đen này anh bảo là cái này của anh Hiệp à? Anh Hiệp à? Xanh à, không phải xanh ta mà là xanh quê. Anh ạ. Ôi dồi, bộ ba này thì khiếp đấy nhỉ. Đúng là bộ ba này ẩn danh, mai danh ẩn tích. Lần đầu tiên có lẽ là mới xuất hiện tại triển lãm Đông Anh. Xanh quê mà áo già kinh điển. Đoạn này nó chảy nhá. Bết luôn. Ôi. Ôi giời. Ôi giời. Bộ ba đẹp. Ôi giời. Ôi. Về đấy. Cổ đang hot nha. Cổ đang hot. Giá trị của những cái xanh cổ vẫn là một bí thế khó có thể thay đổi. Cái mặt này quá đẹp. Ta cùng chờ thêm một cái tác phẩm nữa đang xuống. Lên dây không có lại. Lên dây đi. Cẩn thận, cẩn thận. Ok, ổn rồi.
này, cái cây kia nó còn quá kỳ dị luôn. Các cái đầu chi nó còn lồi lên luôn, rất là đặc biệt. Cả nhà sẽ ngắm kỹ cái này nhá. Đây. Ôi, trời ơi. Quá đặc biệt. Có cần vào đây này. Rồi. Đầu răm này nó rụt nu đến tận đầu răm luôn nha. Trốn đi. Kinh kìa. Nhô lên thì cây này sẽ sâu cây. Nó nóng doãn quá. Đây là những cái xanh cỏ. Các cái chủ cây, các sự. Lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm Đông Anh. Của em anh Nghiệp ạ? À? Anh Nghiệp ạ? À? Không, đây là em. À, của em anh Nghiệp. Của Nghiệp, đây là anh là quá đẹp, trên kia còn một cái cây nữa kìa. Cái ma lý để hạ. Là mới xuất hiện. Quá kinh điển. Buổi chiều hôm nay là ngày 24 tháng 12. Ngày mai tiếp tục nhận tác phẩm, chắc chắn là nhiều tác phẩm quý nha. Triển lãm Đông Anh vừa đón thêm cái tác phẩm này nữa này. Chưa biết của ai là vì là chưa gắn thẻ. Mà tôi nhìn cây này quen lắm, không biết là của ai. Làm răm cũng khá kỹ. Cây khai thân, dân gian gọi là trực hoành. Cây già và nét cổ. Rất đẹp. Cây chỉ cao khoảng độ 65-70 cm. Trong chậu đà. Trước mặt quý vị là một cái tác phẩm của bạn Kim Nhật, cổ loa Đông Anh. Và bạn Nhật thì cũng có nhờ Hoàng Lịch Thiệp đặt tên cho cái tác phẩm này. Tuy nhiên là trong cái thời gian nó ngắn quá, gấp. Và cũng thật sự là ngày hôm nay cũng hơi bí từ. Nhưng mà vẫn kịp nghĩ ra được một cái tên. Mong cả nhà cùng cho ý kiến. Tạo thì đây là một cái cây ba thân. Đây là một cây ba thân mà nó lại có cái nét rất là kỳ dị như thế này. Và trên thân nó thì giống như là rồng phượng đang múa. Đây, cây nào cũng đang múa, bay là ba hướng. Một cây bay hướng lên, bay hướng siêu, một hoành. Cơ bản cấu tạo thì các cụ vẫn gọi là thế, cái thế tam đa. Mọi người đặt tên là có người đặt cái từ long nhiều quá thì hôm nay tôi đổi đi một chút. Hôm nay thì đặt cái tên là Khổng Vũ Tam Châu, đánh dấu cái mốc lịch sử
Đông Anh bên quận. Là một cái cây ba thân, ba hướng thì đều như là chim công đang múa. Mừng ngày lễ lớn, ngày ý nghĩa lịch sử của Đông Anh. Tam Châu thì nói chung là nó cũng có cái nghĩa là ba thân, đều là những cái viên ngọc quý, châu báu ngọc ngà. Châu còn có nghĩa là vùng đất. Hướng về ở thành Cổ Loa thì nó cũng có một cái tích là có ba cái thân, có ba cái tường thành, tức là ba vòng thành, ba vòng tường, rất là hay. Tuy nhiên là cái này thì nó nghĩa nó rộng hơn. Nói chung là cũng chưa nghĩ được nhiều lắm thì các bác quý vị anh em cùng xem và cho cái lời tham khảo Khổng Vũ Tam Châu. Nếu mà được thì các bác cho ý kiến để em công khai cho bạn Kim Nhật, bạn ấy làm cái thẻ tên. Có những lúc không nhập được thần nên là cũng không đặt được tên hay. Thường thường thì thiệp sẽ đặt vào buổi sáng, đặt tên tác phẩm vào buổi sáng, chứ ít khi đặt vào buổi chiều lắm. Buổi chiều là do cả một ngày nó nhồi nhét và nó quá là nhiều thứ nên là mình bị loạn tâm, nên việc đặt tên nó cũng không được xuất sắc lắm. Cũng mong quý vị các bạn góp ý thêm để hoàn thiện thêm cho cái tác phẩm này. Một cái sành rất đẹp của bạn Kim Nhật, thiệp ta tạm đặt là Khổng Vũ Tam Châu nha quý vị. Rồi, cho ý kiến một tác phẩm đẹp. Kiểu xuất hiện nó phải lơ. Rất đẹp anh. Không bao giờ bằng cây đẹp. Không, nói mẹ tươi nó vẫn đánh nhất. Cái dâu mà, em nói cái dâu mà. Cái em nói với người đâu. Anh Hoan này cho anh cập nhật chút thông tin cho anh em truyền thông ghi về cây này với anh Hoan. Cây của anh Hoan nào cả. Anh cập nhật thông tin về cây này không kể. Hết luôn. Của anh Hoan Lào Cai. Hết luôn. Rồi. Từ Lào Cai mà mang về đây đúng không? Quá tâm huyết. Anh Hoan cứ cuộc triển lãm nào cũng có mặt. Chất liệu xanh quê, già, kinh điển. Cái nét làm của anh Hoan đang bắt đầu hướng dần theo cái nét tự nhiên, rất là hay. Đóng góp về triển lãm lần này có hai video nha, hai cây nha. Và lúc em cũng không biết nói gì đâu anh ạ. Đoạn nữa từ cái chương trình. Thêm một tác phẩm này đẹp, tuyệt vời. Cái nét rất là hay. À đúng rồi, cái này của anh Thắng Nhôm. Cái này tôi nhớ không nhầm thì nó cũng có mặt tại triển lãm An Dương Hải Phòng. Wow, đường thần chạy quá đỉnh. Bộ giam làm khá kỹ. Ui, xem luôn. Khi nào mà triển lãm chính thức thì tôi sẽ ghi hình thật là chi tiết. Hôm nay thì điểm tin thì cho cả nhà cùng cập nhật cái thông tin ngày đầu nhận cây tại triển lãm đúng không anh? Kính mời tất cả quý vị các bạn sắp xếp thời gian về đây tham quan thưởng lãm và dự khai mạc với anh em ban tổ chức vào sáng ngày 20
8/12/2023. Khu vực tổ chức triển lãm tại nhà văn hóa huyện Đông Anh là một cái chương trình kết hợp giữa hội chợ thương mại, triển lãm cây cảnh, sinh vật cảnh và kỷ niệm và mừng ngày Đông Anh chính thức lên quận. Đấy, công tác đang chuẩn bị từ cái khu gian hàng thương mại, khu vực triển lãm rất là khẩn trương và rất là chỉnh chu, rất chu đáo, sạch sẽ và chuyên nghiệp. Rồi, tạm biệt quý vị.